chị đi khám và nội soi tiêu hóa. Chị là cũng hay đi khám định kỳ khá là nhiều. Mỗi một năm thì cũng trung bình ít nhất là một lần. Thì nhưng mà riêng về tiêu hóa thì chị cũng chưa có, gần như là mấy năm nay thì là mình chưa có đi kiểm tra, nên là lần này là tôi quyết định là đi kiểm tra định kỳ lại toàn bộ dạ dày và đại tràng. Điều gì khiến chị e ngại nhất khi nghĩ đến nội soi tiêu hóa? Trước đây thì mình không có khám phần tiêu hóa, bởi vì là đối với mình là nó cũng khá là phức tạp, nên là mình nghĩ là cũng khá là nhiều bạn giống mình là bỏ qua luôn cái phần tiêu hóa, bởi vì là nó phải nội soi rồi nó phải gây mê gì đó. Nhưng mà tuy nhiên thì sau cái lần này thì mình mới thấy là nó rất là giúp ích được cho bản thân mình, đã phát hiện ra bệnh sớm và kịp thời xử lý. Cảm nhận của chị về quá trình điều trị và nội trú tại trung tâm tiêu hóa Hồng Ngọc như thế nào? Mình cũng rất là yên tâm với đội ngũ y bác sĩ và các bạn điều dưỡng viên. Các bác sĩ cũng rất là kỹ lưỡng, cẩn thận, tư vấn từng tí một để bệnh nhân có thể rõ được cái bệnh của mình và có cái quyết định điều trị phù hợp nhất. Các bạn điều dưỡng viên đã chăm sóc cả ngày lẫn đêm, rất là tận tình, tận tâm đến Hồng Ngọc. Đôi khi là cũng không cần có người nhà, chỉ cần có các bạn điều dưỡng viên chăm sóc cho mình là cũng đã thấy đủ rồi. Mình cũng hy vọng là các bạn, những cái độ tuổi có thể trẻ hơn mình, phải rất là cẩn thận hơn nữa và dành nhiều thời gian chú tâm đến sức khỏe của mình hơn nữa, để mình có thể phát hiện sớm được bệnh và xử lý sớm.